Trong tất cả các loại thịt, mèo thích nhất là thịt bò Kobe. Còn ai hỏi tại sao thì là vì nó đắt, đơn giản thế thôi. Mặc dù chưa được ăn bao giờ nhưng mèo nghĩ hương vị phải đỉnh của chóp lắm thì giá thành mới cao chót vót tới vậy. Hôm nay hãy cùng nhau tìm hiểu về loại thực phẩm thượng hạng này nhé. Nhưng trước tiên mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là gửi lời cảm ơn tới bạn Khánh Huyền, bạn Đăng Lê và bạn Huỳnh Gia Phong. Đây là ba bạn bình luận nhanh nhất trong video hôm qua. Mèo luôn trân trọng tình cảm các bạn dành cho kênh. Bạn nào cũng muốn được nhắc tên trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Mọi người có biết thịt bò Kobe nướng ăn kèm với gì là ngon nhất không? Đáp án chính xác là rượu sake, mà phải là loại truyền thống theo công thức của người Nhật ấy. Để ủ rượu đầu tiên cần có gạo sakamai. Hạt gạo lớn hơn và mềm hơn gạo thường, chỉ được trồng ở một số vùng nhất định, với kỹ thuật canh tác phức tạp. Sau khi được lựa chọn kỹ, công nhân xay trong 3 ngày cho đến khi gạo thành tinh bột. Hạt gạo nguyên sơ ban đầu còn thô, chứa rất nhiều protein, chất béo và các tạp chất khác làm giảm mùi thơm và màu sắc. Để tránh điều đó, gạo được xay sát đi từ 30 đến 65%. Tiếp theo, những người thợ nấu rượu sake Nhật bắt đầu rửa và ngâm gạo theo thời gian quy định và nấu thành cơm. Toàn bộ các công đoạn rửa, ngâm, nấu gạo thành cơm mất khoảng 1 ngày để đảm bảo sự hoàn hảo tuyệt đối của nguyên liệu lên men rượu. Muốn quá trình lên men diễn ra nhanh hơn, họ sẽ rắc nấm koji vào đó và chờ 2 ngày. Tinh bột sẽ bị phân hủy và biến thành đường. Việc kiểm soát nhiệt độ rất quan trọng bởi hương vị của sake được quyết định ở công đoạn này. Lên men sake bắt buộc phải thực hiện trong một căn phòng duy trì ở nhiệt độ cao và độ ẩm thích hợp. Tình trạng nấm men và nhiệt độ được kiểm soát, điều chỉnh 3 tới 4 giờ một lần nhằm đảm bảo cho chất lượng cũng như mùi vị của rượu. Những chén rượu sake mà chúng ta hay uống là kết tinh của rất nhiều nguyên liệu, chẳng hạn như koji, nấm men, cơm và nước. Đường sẽ biến thành rượu bằng men và thời gian men kéo dài thêm nhanh nhất cũng phải mất đến 4 tuần. Sau công đoạn trộn là tới bước thêm nguyên liệu. Tại đây, thêm lượng koji, cơm trắng và nước vào liên tiếp trong 4 ngày. Quá trình lên men sẽ kéo dài khoảng hơn 1 tháng. Trong khoảng thời gian này, những người công nhân phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo không có vấn đề bất thường. Bởi lên men là một quá trình quan trọng nhiều rủi ro. Nếu chủ quan không quan tâm thì công sức của mọi người đổ sông đổ bể hết. Và đó là điều không ai muốn cả. Nhìn họ cùng nhau trộn rượu cũng hài hước ra phết các bạn nhỉ. Như thể đang nhảy một điệu nào đó vậy. Chắc là các bạn chưa biết hoặc rồi nhưng cách nấu rượu sake Nhật Bản được coi là duy nhất. Không có một quốc gia nào trên thế giới bắt chước được. Chắc là do những nguyên liệu ủ rượu trồng tại Nhật thì nó ngon và chuẩn vị hơn. Ngoài tác dụng là uống cho quên sầu thì loại rượu sake cũng đem lại một số lợi ích cho sức khỏe. Điển hình là ngăn ngừa ung thư, tăng cường tiêu hóa, cải thiện làn da và giảm nguy cơ tiểu đường. Mỗi ngày chỉ cần từ 1 tới 2 chén là bạn có thể yên tâm mình sẽ luôn khỏe mạnh và sống rất thọ rồi. Tuy nhiên cần lưu ý không nên vượt quá con số này để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Bởi thực tế nồng độ cồn trong rượu sử dụng một thời gian sẽ ảnh hưởng tới cơ thể. Ngoài ra khi uống cũng nên uống từ từ, nhấp từng ngụm một để cảm nhận được đầy đủ hương vị thơm ngon và sự tinh tế của thức uống thượng hạng. Sau một quá trình dài chờ đợi mỏi mòn, ngày nào cũng căng cơ đít thít cơ mông để đảo thì các thùng rượu khổng lồ đã thành công lên men. Bước tiếp theo là ép rượu. Rượu sake sẽ được nén ép và chia thành hai loại bao gồm rượu trắng tinh khiết không có cặn và rượu có cặn trắng. Nói chung là tùy vào nhu cầu sử dụng và khẩu vị của từng người. Có người sẽ thích uống rượu không thôi nhưng có người lại thích còn chút cặn nhai cho vui mồm vui miệng. Trước khi tung sản phẩm ra thị trường, chuyên gia sẽ thẩm định hương vị cũng như chất lượng. Làm cái nghề này chẳng mấy chốc mà thành tiên tử các bạn nhỉ. Uống rượu không biết say là gì luôn ấy chứ. Ở bước cuối cùng, rượu được đi theo dây chuyền bơm vào các chai với dung tích bằng nhau. Những chai này đều đã được khử khuẩn và vệ sinh đảm bảo an toàn thực phẩm nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm. Dĩ nhiên không thể thiếu tem mác làm nên thương hiệu sản phẩm. Giờ thì các bạn đã thấy quen mắt hơn chưa, bởi Việt Nam chúng ta cũng nhập khẩu rất nhiều loại rượu này. Mèo thấy chúng thường được bày bán nhiều trong các cửa hàng hoặc siêu thị. Ngoài mua về để uống thì nhiều người còn lựa chọn chúng làm quà tặng người thân, bạn bè hoặc đối tác. Chưa dừng lại ở đó, chỗ gạo còn thừa sau quá trình ủ rượu cũng được tái sử dụng làm thành nấm koji. Các bước thực hiện đơn giản là rửa qua gạo một vài lần rồi đem nấu chín kỹ hơn. Bởi gạo đã có vi khuẩn lên men sẵn trước đó nên sẽ cực kỳ hữu hiệu cho những mẻ rượu tiếp theo. Tương tự như khi chúng ta tự làm sữa chua vậy, cũng cần có một hộp gọi là sữa chua men cái. Các máy móc thiết bị hiện đại sẽ giúp công nhân kiểm tra cũng như nắm được chỉ số và thành phần của gạo, từ đó có sự cân chỉnh phù hợp. Gạo được đi theo các đường ống bơm thẳng vào những bình chứa khổng lồ. Đây là môi trường thích hợp nhất để trở thành nấm. Các bạn thấy sao về quy trình thú vị này thì nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Tuy nhiên như mèo đã đề cập trước đó, rượu sake là phải nhắm cùng thịt bò Kobe mới ngon. Vậy nên ngay bây giờ hãy cùng nhau tới thăm một trang trại nuôi bò với quy mô cực lớn nha. Nhắc tới bò Kobe thì chắc ai cũng biết là ở đất nước mặt trời mọc rồi. Ngoài rượu sake thì thịt bò Kobe được coi là quốc hồn quốc túy của Nhật Bản. Vì tạo ra giá trị kinh tế nên cuộc sống của những con bò Kobe chẳng khác nào ông hoàng bà chúa. Thực tế trước kia loài bò này chủ yếu được nuôi lấy sức kéo trong trồng lúa và thô hàng. Nhưng về sau lại trở thành thực phẩm được ưa chuộng trên toàn thế giới. Bởi ngoài hương vị thơm ngon hấp dẫn thì giá trị dinh dưỡng cũng tương đối cao. Hiện tại chúng ta đang được quan sát quá trình đỡ đẻ cho một con bò.
Đây là thời khắc rất thiêng liêng, tuy nhiên cũng cực kỳ quan trọng. Nếu sơ suất trong bất kỳ giai đoạn nào cũng ảnh hưởng tới đứa con trong bụng. Phải ba người hợp sức kéo thì bê con mới chịu chui ra ngoài. Do hàng ngày được chăm sóc quá chu đáo nên bản năng của bò mẹ mới giảm đi đáng kể. Bê con vừa chào đời còn đang khá non nớt, nó nhìn thứ gì cũng thấy lạ lẫm. Rất nhanh chóng hai mẹ con đã lại quấn quýt lấy nhau và bò mẹ liên tục liếm láp bé con của mình. Đây là cách mà các loài động vật thể hiện sự yêu thương. Tại đây mỗi con bò đều được đánh dấu số riêng trên tai. Điều này giúp người nuôi theo dõi toàn bộ quá trình phát triển và trưởng thành của từng con. Hàng ngày, những ông hoàng bà chúa này sẽ được chăm sóc cẩn thận từng chân răng kẽ tóc. Đối với con nào có sừng dài quá vướng víu thì công nhân nhanh tay cắt gọn đi. Đặc biệt thức ăn của chúng đều là những thứ bổ dưỡng như lúa non cỏ tươi. Nước uống cho bò cũng phải đảm bảo độ tinh khiết, thậm chí có nơi người dân khoan giếng sâu tới 180m để lấy nước. Sau khi bò Kobe đã lớn, chúng sẽ phải trải qua một quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi được mổ làm thịt. Bò Kobe đạt tiêu chuẩn phải là con thuần chủng đã bị thiến để đảm bảo trinh tiết. Với quy trình này, mỗi năm chỉ có khoảng 3.000 cá thể bò Kobe được chọn làm kẻ may mắn lên thớt. Vì vậy, người Nhật muốn ăn thịt bò Kobe thường xuyên phải chờ hàng tháng trời mới tới lượt mình. Nhờ quy trình nuôi dưỡng như ông hoàng, bà chúa, thịt bò Kobe được mệnh danh là loại thịt bò ngon nhất hành tinh. Trên thế giới, chúng được chế biến thành rất nhiều món ăn ngon khác nhau như lẩu, sashimi hay bò nướng. Theo nhiều tài liệu ghi lại thì ban đầu chỉ những người lính mới biết tới thịt bò Kobe. Họ ăn khẩu phần có thịt bò để có thêm sức chiến đấu. Tuy nhiên sau đó khi hồi hương, họ không còn có cơ hội được thưởng thức thịt bò Kobe nữa. Nỗi nhớ hương vị độc đáo này mạnh tới nỗi, nhiều người lính Nhật đã phải tìm cách nấu trộm loại thịt này và sáng tạo ra món lẩu bò. Miếng thịt bò thơm ngon được lọc hết phần mỡ bên ngoài dần lộ ra những thớ thịt xen kẽ với mỡ. Đảm bảo nhúng lẩu hay nướng lên thì ngon bá cháy bọ chét luôn. Đấy là mèo đoán thế chứ đợi bao giờ dầu mèo đi ăn thử rồi về review kỹ hơn cho mọi người nha. Chắc từ giờ đến lúc ấy cũng hơi lâu đấy. Bởi giá hiện tại của thịt bò Kobe là từ 7 tới 15 triệu một cân, tính xương xương là 3 tháng lương của mèo rồi. Tuy nhiên các cụ có câu đắt sắt ra miếng, thịt bò Kobe khi chế biến lên có độ mềm tan trong miệng, hương vị thịt bò đặc trưng mà không bị hôi. Thậm chí loại thịt này khi ăn sống hoặc tái đều rất ngọt, dùng để làm bít tết thì thôi rồi lượm ơi. Những rau củ ăn kèm gồm các loại nấm, bí ngô và hai trái ớt. Miếng thịt tươi ngon béo ngậy nhanh chóng được đặt lên mặt bếp, nhiệt độ cũng đã điều chỉnh thích hợp. Tới khi thịt cháy xém một mặt thì anh đầu bếp nhanh tay lật mặt còn lại. Không biết do dao sắc hay bò mềm mà thái thịt trông nhẹ nhàng thế nhỉ? Ăn thịt bò uống rượu sake no nê rồi thì bây giờ chúng ta tới với món tráng miệng nhé. Điểm dừng chân lần này là tại một quán cà phê ở Hàn Quốc. Nơi đây cực hút khách bởi một món ăn độc lạ và thú vị. Nguyên liệu chính mèo thấy có dứa, lá hương thảo và rất nhiều đường. Thế thì chắc hẳn đây sẽ là một món ngọt có vị dứa. Sau khi hỗn hợp sôi sùng sục, người thợ đổ nó ra bát. Tiếp tục đặt lên bếp một nồi nước cốt xoài. Cũng đun cho sôi lên rồi đổ vào một phễu kim loại. Nhờ nó mà từng chút xoài được rót gọn gàng vào các khuôn silicon. Mèo thì không phải một người quá mê đồ ngọt nhưng đối với món ăn làm từ trái cây như này thì được. Quan trọng là mình cảm thấy nó healthy. Thế nhưng chỗ sô-cô-la này mới là thứ mèo ưng nhất. Sô-cô-la được nung chảy sau đó đổ vào các khuôn có hình tròn tương tự trước đó. Trước khi chúng đông cứng lại thì nhanh chóng đổ ra chỉ giữ lại một lớp mỏng phía ngoài cùng. Trong lúc chờ sô-cô-la đông hẳn lại, thợ làm bánh sẽ đi pha bột mì. Một chút bơ sẽ giúp món ăn béo ngậy và kết dính hơn. Dùng máy nhào chỉ 1 phút 30 giây bột đã quyện lại thành một khối sánh mịn. Chứ cứ dùng tay thì chắc hết mùa chuối cũng chưa có đồ mà ăn. Anh đem bánh dàn đều trong túi ni lông rồi để cho bột nghỉ. Tiếp tục trộn sô-cô-la với dầu ăn cho tới khi sệt lại như trong video là được. Lấy màng thực phẩm bọc lại và cho nghỉ cùng bột. Không biết thành phẩm cuối cùng sẽ như nào nhưng mèo thấy nhiều bước quá đi. Bạn nào muốn bắt chước làm theo nhớ mang giấy bút ra ghi chép lại nhé. Chứ không là không nhớ nổi đâu. Món tiếp theo cần thực hiện là nước cốt xoài đun sôi cùng gelatin. Tác dụng của chất này là giúp xoài đông lại như thạch. Chắc hẳn đây sẽ là phần nhân của món ăn ngày hôm nay. Lấy kem béo đã chuẩn bị trước đó ra. Sau một hồi căng cơ đít thít cơ mông, chúng ta thu được hỗn hợp từ xoài và kem. Dùng túi bắt kem chuyển từng chút một vào khuôn. Trước khi hỗn hợp đông lại thì nhanh tay thả chỗ nước cốt xoài đã chuẩn bị trước đó vào. Liệu đây có phải món bánh xoài trong truyền thuyết không các bạn nhỉ? Quay lại với túi bột khi nãy đã sẵn sàng lên thớt lần nữa. Anh chàng dùng cây cán bột cán mỏng rồi cắt thành những miếng nhỏ hình tròn. Đem bánh đi nướng và tranh thủ xử lý chỗ dứa ban đầu. Những miếng sô-cô-la này là thành phẩm của quá trình đổ khuôn ban nãy. Bây giờ anh sẽ cẩn thận múc từng chút dứa đổ vào. Topping tiếp theo là sô-cô-la màu vàng có nhân xoài. Nếu các bạn thắc mắc làm sao để cho hai nửa hình tròn dính vào nhau thì đây. Thợ làm bánh sẽ khò nóng một đít nồi và trả bề mặt sô-cô-la cho tới khi tan chảy. Sau đó khi đông cứng lại chúng sẽ trở thành một quả cầu hoàn chỉnh. Tiếp tục xử lý phần sô-cô-la vừa được nghỉ cùng bột. Bây giờ nó đã trở nên cứng hơn nhiều. Do đó cần tới một thiết bị chuyên dụng để tạo hình. Sô-cô-la được chia thành những cục nhỏ với kích thước bằng nhau. Chúng được gắn lên để trang trí cho quả cầu sô-cô-la. Đem tất cả vào tủ bảo quản, trong lúc đó người thợ khéo léo tạo ra những hình thù cần thiết. Ngoài sô-cô-la đen thì món này cần thêm sô-cô-la trắng nữa. Nếu đem ra so sánh thì các bạn thích loại nào hơn? Đối với cá nhân mèo, sô-cô-la đen vẫn là chân ái.
Sô-cô-la trắng tuy cũng thơm ngon nhưng vị lại ngọt quá. Nhờ có lớp bột mỏng lót phía dưới mà sô-cô-la ngày càng dẻo lại và không còn dính tay nữa. Anh thợ cũng chia nó thành nhiều hình tròn có kích thước nhỏ hơn, thậm chí còn có hình ngôi sao nữa. Anh trang trí thêm bằng cách trộn chúng với bột màu. Công việc này có thể không quá nặng nhọc vất vả nhưng không phải ai cũng làm được. Theo dõi từ đầu tới giờ, mèo cũng cực kỳ nể phục độ tỉ mỉ và cẩn thận của những người thợ. Họ phải kỹ càng từ những chi tiết nhỏ nhất và vận dụng hết khả năng thẩm mỹ để tạo hình sản phẩm. Cứ tưởng thế là xong nhưng không, anh lại đang trộn bơ cacao với sô cô la đen, pha thêm vào đó chút màu thực phẩm si đèn đèn. Lúc này thì những quả cầu trước đó đã cực kỳ chắc chắn và ngon mắt. Anh xịt một ít sô cô la ra khay để trụ vững hơn và dùng máy phun sơn cho chúng một diện mạo mới. Những quả cầu này sẽ lần lượt được đặt lên bánh quy hình tròn. Các bạn thấy trước hay sau khi phun sơn trông quả cầu đẹp hơn? Nhớ để lại ý kiến dưới phần bình luận cho mèo biết với nhé. Vì cá nhân mèo vẫn thích em nó trước khi sơn đen hơn. Ta-da, đến tận bây giờ mèo mới biết sản phẩm này là một quả bom sô-cô-la. Thế thì việc phủ sơn màu đen cũng là dễ hiểu thôi. Vậy là món tráng miệng của bữa ăn hôm nay cũng đã hoàn thành. Hy vọng các bạn thích và hài lòng với những trải nghiệm vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.